Alo. Vâng, em đang đến với trận thi đấu thứ tư của giải đấu thứ năm. Rồi, như vậy chúng ta đang có ưu thế dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và chúng ta chỉ cần một chạm nhẹ nữa thôi. Vâng, hiện tại hai em thủ Hà Nam chúng ta đã ngồi được một cái thớ mông vào cái chiếc ghế chiến thắng trong buổi chiều nay rồi. Vâng, còn một định đoạt nữa là cái thớ còn lại vào trận thi đấu này đây. Vâng, đây trận thi đấu mà Seng trong tay Tí và cho son của Hoàng Văn Nhi, bên kia là có AC và Greg. Vâng, đây là màn hình máy của Tí, một trận đấu mà Tí đã tìm thấy cho mình ngay cái bãi quả phụ gần bãi quả chính. Vâng, hai bãi quả rồi, bầy hươu đầu tiên là bầy hươu to nhưng mà mình lỗi một con không sao. Vâng, với Seng loại dân rẻ. Vâng, loại dân rẻ có đồ ăn lùa về cực kỳ tươi rồi. Vẫn sẽ đảm bảo cho mình ép đời khét dành cho bài đấu của Seng. Phải nói cái bài đấu Seng này cho Tí đẩy trong hướng 6 giờ và hiện tại tôi đã tìm thấy cho mình là ba cánh rừng bao bọc. Ba cánh rừng bao bọc cho bài đấu đánh cùng là cái gì đấy cực kỳ mắc binh. Vâng, tuyệt vời ông mặt trời. Vâng, đây là máy của Cho Son. Alo. Vâng, ta quay trở lại là với trận thi đấu này thôi. Vâng, ta quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu thứ tư. Vâng, hy vọng. Vâng, và tôi hy vọng đây là trận thi đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay.
Vâng, đây trận thi đấu mà dường như thời điểm ban đầu có một chút giải quyết, chưa thấy theo sát được cái bài đấu này, nhưng như đây bài đấu Mắc Bình thì phải. Vâng, bánh kia của Sen thì sao? Thời điểm đầu tiên thì bài đẹp rồi, cái góc cũng đẹp dành cho Sen. Ở đây tôi xem kèo luôn. Tôi xem kèo là gì? Kèo trên 8. Thì đánh xong trả lên đều. Chào bóng à? Chào bóng gì công ty đá, không đá. Vâng, thời điểm ban đầu xem màn hình máy của Cho Son đi. Còn quay sang vẫn chỉ là bài đánh cung, không cần quay. Chúng ta chỉ xem quay cái thế bài và xem bao dân thôi, xem cách cơ cấu thôi. Alo. Vâng, tôi quay trở lại diễn biến của trận thi đấu thứ tư. Và tôi hy vọng đây trận thi đấu cuối cùng rồi. Và hiện tại thì timeline đang đỡ lên Mắc Binh dành cho tí với bài đấu người cầm xanh. Timeline là 81/88 với thời điểm phút thứ 21.
Vâng, đây chính là tham, vâng đây chính là một tham lai mắc binh của người cầm sen. Vâng, tôi đã từng cầm nhiều trận thi đấu mà cũng phút thứ đời, cũng phút tầm 21 này và tham lai là 282. Vâng, cho nên tôi biết thật sự là đây bài đấu rất mắc binh theo tí. Và đây là máy của Hoàng Mai Nhi, tham lai 22. Vâng, dường như hiện tại đang thấy trận mà tham lai của 22 màu 8 hiện tại đang thấy khá mờ nhạt trên bản đồ với bài đấu của người cầm Grick. Vâng, Grick không thấy quân thi đấu ở đây đây, vừa nói xong. Vâng, vừa nói xong có sự xuất hiện của một con chém yếu máu. Vâng, có lẽ thời điểm này thì sẽ chuyển sang máy của Tý đi. Một trận thi đấu mà Tý có lẽ sẽ là người giải quyết cái phản đồ này. Một tình huống đấu quân. Hiện tại thì cung rửa của Seng cũng đã tầm, vâng, tầm xa 7+2 và được nâng cấp cho mình cái đầu máu. Và cung rửa AC trong tay Chip Boy đang có thể đứng trên dốc. Vâng, có lẽ đến thời điểm này Tý sẽ là người sóc dân và tăng A Châu lên. Hiện tại tôi chỉ thấy cũng chỉ là 5 nhà bia. Vâng, AC Rian mặc dù cái đường đạn của nó bay ra nhanh nhưng mà bên mình có đầu máu. Và không biết là khi Seng có đầu máu thì đối với AC thì không biết là ai sẽ nhỉnh hơn. Đó, hiện tại cái vấn đề này tôi cũng chưa nghiên cứu nhiều. Còn về xét về hợi nở tham lai này chắc chắn là Seng là ưu hơn hẳn rồi. Hiện tại đang đập những chiếc nhà BC. Vâng, BN mới thì phát triển vào một tình huống đấu quân. Vâng, liệu rằng có mà làm một tuần khô máu và tất tay quân tại đây không? Vâng, Chip Boy đang hơi ngán trong tình huống này. Vâng, thời đấy Chip Boy đang khá rụt rè, chưa dám đứng lại thi đấu như hàng đàn ông. Và chưa được cùng R đội bạn không phải dạng vừa. Ờ, tôi nghĩ là đứng trên dốc này. Ở nhà của Chip Boy đang xấu dần theo thời gian. Và tôi nghĩ là thời điểm mà nếu như mình không lên 4 thì cũng bớt dần ăn vàng để cho khai thác gỗ là làm gì hữu ích hơn. Bằng bắt lẻ 4 cung rờ. Và có lẽ thời điểm này khi mà tham lai khỏe tôi nghĩ là Tý cũng cần phải đập những chiếc nhà chính mới đi ra ngoài, có thể ăn rừng trâu bò hơn. Đây rồi, vẫn còn một cánh rừng dừa tại nhà. Và đây cánh rừng đầu tiên của Azirian đang bắt đầu tù dần theo thời gian. Cẩn thận các bạn vây bắt tơn quần này. Vâng, cẩn thận Chip Boy vây bắt tơn cung rửa của mình. Vâng, vẩy e đến từ Chip Boy, ai sẽ là người bắt trong tình huống này? Vâng, Tý đang có thế bánh mì kẹp chả. Vâng, một cái thế đứng cung vòng tròn là mắc binh cho đánh cung rửa. Vâng, cung vây vòng tròn là mắc binh, giải e không Tý ơi. Vâng, đúng rồi, vâng, mạnh hào đi sai. Vâng, tôi nói thôi, đây trận thi đấu cuối cùng của xe đấu thứ 5. Vâng, ta có chiến thắng trong xe đấu chung kết với tỷ số 3-1. Vâng, 3-1 là tỷ số về C5 và 3-2 là tỷ số chung cuộc về C trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, giờ buổi tường thuật trực tiếp kèo đấu này cũng xin được kết thúc tại đây. Và chung cuộc ta có chiến thắng về 3-2. Vâng, 3-2 về C cho tuyển thủ bên phía Hà Nam. Và hẹn gặp lại anh em vào kèo đấu tối. Xin nhắc lại là kèo đấu tối nay sẽ là clip trên fanpage của Hoàng Mai Nhi, một kèo đấu và đội hình ra quân thì mình đã nói rồi. Và hy vọng anh em có thể bớt